điện thoại của bạn chẳng may bị mất cắp và bạn đang cần một phần mềm để tìm lại chiếc điện thoại một cách nhanh nhất. Công nghệ trong tầm tay hôm nay sẽ giới thiệu các bạn một phần mềm rất hữu ích có tên là Cerberus. Phần mềm này có một số tính năng tiêu biểu như là định vị từ xa, ghi âm, nhắn tin cảnh báo hoặc là một tiếng chuông báo động đến chiếc điện thoại của bạn vừa bị mất cắp. Và những thông tin này sẽ được lưu trực tiếp đến số điện thoại hoặc là email mà bạn đã đăng ký với phần mềm trước đó. Để tải phần mềm, các bạn vào cửa hàng CH Play và search tên phần mềm là Cerberus. Lưu ý, đối với trường hợp lần đầu tiên sử dụng phần mềm này thì bạn phải tạo một cái tài khoản trước và có thể tạo số điện thoại hoặc là Gmail. Đây là giao diện của chương trình và đầu tiên các bạn hãy vào cấu hình chính để kích hoạt cái tài khoản của mình lên. Trong cấu hình này có rất là nhiều tự chọn, bạn có thể tham khảo thêm. Sau khi đã cài đặt tài khoản thành công, các bạn check mail và các bạn click vào website có tên là cerberusapp.com. Và đây là giao diện quản lý của phần mềm. Sau đây tôi sẽ test một số dòng lệnh cho các bạn xem. Trước tiên các bạn bấm vào cái lựa chọn là bắt đầu theo dõi. Các bạn bấm gửi lệnh. Nếu thành công thì các bạn có thể thấy là trạng thái kết nối và theo dõi tình trạng đều là nút màu xanh nhé. Sau đây tôi sẽ thử một cái tùy chọn, đó là lịch sử vị trí để xác định vị trí chiếc điện thoại vừa bị mất cắp. Các bạn có thể thấy đây là vị trí mà chiếc điện thoại của tôi. Và sau khi xác định được vị trí, các bạn có thể gửi một tiếng chuông báo động hoặc các bạn có thể gửi một cái tin nhắn đến chiếc điện thoại của mình. Các bạn có thể thấy là chiếc điện thoại lập tức rung chuông lên và có tin nhắn. Và sau đây tôi sẽ thử tính năng chụp ảnh của phần mềm. Các bạn có thể thấy là ở cái lệnh này thì nó rất là nhiều tùy chọn cho bạn, như là chụp ảnh ngay lập tức, hoặc là chụp ảnh với sử dụng đèn flash nè, hoặc là chụp bằng camera sau. Các bạn có thể thấy là ngay lập tức phần mềm sẽ gửi lại những hình ảnh chụp của kẻ trộm cho các bạn. Và mặc định của phần mềm là nó sẽ chụp bằng camera trước. Tiếp theo tôi sẽ thử tính năng ghi âm của phần mềm. Ở đây nó sẽ cho bạn quy định được giây tối đa là 300 giây. Tôi thử khoảng 5 giây trước. Các bạn bấm gửi lên. Điện thoại đẹp quá. Các bạn có thể thấy là phần mềm sẽ hiện về cái link tải về bản ghi âm. Ngoài ra chương trình còn có một số tính năng khác bạn có thể tham khảo thêm. Ví dụ như là đặt một mật khẩu mới, quay video, chụp lại màn hình, hoặc là xóa sạch dữ liệu trên thẻ nhớ và trong bộ nhớ máy. Trên đây là một số hướng dẫn của tôi về giúp các bạn phần nào phòng tránh được cái việc mất cắp điện thoại. Chúc các bạn thành công.